皆さんこんにちは。では自己紹介いたします。私はラムと申します。ベトナムのハノイから参りました。今年26歳で日本語の教師です。家族は3人います。主人と娘です。趣味は音楽を聴くことです。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。Xin chào các bạn. À, mình vừa xì xà xì xô cái gì đó? Chính là một mẫu giới thiệu bản thân trong tiếng Nhật đó ạ. Tức là video clip số 7 hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật ra sao. Sau khi học xong bài hôm nay các bạn cũng sẽ nói được như mình đó. Vậy chần chừ gì nữa cùng tìm hiểu bài học với mình nào. Trong tiếng Nhật, giới thiệu bản thân sẽ là 自己紹介. Phát âm đúng nha chứ? 自己紹介 là giới thiệu bản thân. Chúng ta thường giới thiệu bản thân khi nào nhỉ? À, tất nhiên là không ai đi giới thiệu bản thân với những người mình đã thân quen rồi mà những người mình đã chưa gặp, mới gặp lần đầu, đúng không? Có điều là nếu mà chỉ gặp trong xã giao bình thường thì chúng ta sẽ chỉ cần nói cơ bản thôi, là thông tin về tên tuổi, hoặc là có thể là tình trạng hôn nhân, kết hôn hay chưa. Chứ còn bài hôm nay mình không dạy những cái như vậy, mà mình sẽ dạy cho các bạn những cái mẫu form mà thường ý. Đây cũng chỉ là form cơ bản thôi, chưa phải là dạng jikoshokai cấp cao. Cấp cao thì sau này mình sẽ làm bản nâng cao sau cho những bạn mà nhu cầu đi xin việc trong công ty Nhật. Còn bây giờ chúng ta học là học trong form mẫu gì? Đó là form mẫu dùng để phỏng vấn trường. Tức là các bạn đối tượng là đi du học Nhật, chúng ta phỏng vấn trường Nhật này, hay là phỏng vấn ở bên nghiệp đoàn, thì nếu các bạn đi dạng là tu nghiệp sinh, hay chúng ta phỏng vấn xin việc ở một vài cái nơi làm việc như nhà hàng ở Việt Nam mình chẳng hạn. Tất nhiên là khi phỏng vấn sẽ còn nhiều câu hỏi khác, nhưng đây là mình chỉ giới thiệu form, giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật thôi. Chúng ta cứ học dần dần lần lượt, chứ bây giờ nhồi vào đầu nhiều quá thì chắc là cũng sẽ quá tải mất. Cụ thể form giới thiệu bản thân trong tiếng Nhật mà hôm nay mình đưa ra sẽ bao quát được một vài thông tin cơ bản như là gì, chúng ta có giới thiệu về tên chúng ta, tuổi chúng ta, gì nữa ạ? Nghề nghiệp, xuất xứ, gia đình, hay là nói qua một chút về sở thích của chúng ta nữa. Cơ bản là như vậy. Vậy thì mình sẽ đưa trước một cái bộ form gồm có 9 phần như hình các bạn nhìn sau đây, là để các bạn biết được cái mạch chúng ta sẽ học hôm nay nhé. Đầu tiên sẽ là hai câu khi mới gặp ai đó lần đầu, đó là rất hân hạnh được làm quen, rất vui được làm quen. Tiếp theo là sau đây tôi xin được giới thiệu về bản thân. Tiếp nữa sẽ là giới thiệu về gì ạ? Đầu tiên vẫn là phải là tên của chúng ta đã. Sau đó là xuất xứ, bạn đến từ đâu. Rồi sau đó là bạn bao nhiêu tuổi và đang làm nghề gì. Tiếp nữa chúng ta sẽ giới thiệu sơ qua về gia đình chúng ta, là gia đình gồm có bao nhiêu người, gồm những ai. Sau nữa là nói sơ qua về sở thích của chúng ta. Và đến hai câu kết là rất mong được giúp đỡ và xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì cùng đi lần lượt từng nội dung với mình nhé. Bây giờ cùng tìm hiểu với mình hai câu đầu tiên của bài jikoshokai. Câu đầu sẽ là câu nói khi lần đầu tiên bạn gặp mặt một ai đó. Và câu thứ hai sẽ là câu xin được trình bày là tự giới thiệu bản thân mình. Cụ thể chúng ta có câu rất hân hạnh được gặp mặt, hoặc rất vui được gặp mặt, lần đầu được gặp mặt. Dịch các bạn tùy nghĩa, miễn là câu nói khi chúng ta lần đầu tiên gặp một ai đó chúng ta sẽ nói như sau. Hajimemashite. 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 Nhắc lại. Hajimemashite. Chúng ta đọc nước thì cảm giác chữ si hơi nuốt một chút, thành Hajimemashite. Hajimemashite. Nhưng đừng nuốt quá nha. Đọc lại với mình nào. Hajimemashite. Hajimemashite. Nghĩa là gì nhỉ? À, rất hân hạnh được làm quen. Hajimemashite. Một nghi thức không thể thiếu khi chào hỏi của người Nhật đó chính là Ochigi. Ochigi nghĩa là nghi lễ cúi chào. Câu chúng ta vừa học đó là Hajimemashite. Rất hân hạnh được làm quen là câu mà các bạn sẽ nói với người mà các bạn lần đầu tiên gặp.
câu đầu tiên luôn, cho nên chúng ta nên dùng ojigi trong tình huống này. Khi nói câu này, ojigi thì có 3 góc độ chính, đó là 15 độ, 30 độ và 45 độ. Tùy theo các cái tình huống khác nhau sẽ cúi chào góc độ khác nhau. Ví dụ như là khi chúng ta chào xã giao, chào sáng trưa chiều tối, chúng ta chỉ chào 15 độ thôi. Còn tình huống này chúng ta nên chào khoảng 30 đến 45 độ. Khi chào chúng ta sẽ tươi cười và nói câu hashimemashite. Sau đó sẽ cúi từ từ xuống và chúng ta sẽ giữ nhịp khoảng 2 đến 3 giây rồi hẳn ngừng lên nha. Và cũng ngừng lên một cách chậm rãi từ từ thôi. Cứ thể hiện chúng ta rất là gì ạ, lịch sự và lịch thiệp. Lát nữa thì mình sẽ phân tích kỹ hơn về cái ojigi đó, tác phong khi cúi chào. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi học tiếp đã. Câu thứ 2, đó là câu để chúng ta xin phép giới thiệu bản thân mình. Câu xin phép này thì có rất nhiều cách nói, ngắn gọn thì chỉ cần nói là Chiko shokai shimasu, hay lịch sử hơn một chút là Chiko shokai itashimasu, Chiko shokai sasete kudasai. Nhưng mà mình chọn cho bạn câu lịch sự trang trọng nhất, cao nhất, để tình huống nào chúng ta cũng dùng được, đi phỏng vấn trường hay phỏng vấn nghiệp đoàn đều dùng được nha. Đó chính là câu này, dùng hơi dài một chút. Chiko shokai sasete itadakimasu, Jiko shokai sasete itadakimasu. Chúng ta có jiko shokai thì là giới thiệu bản thân rồi đúng không ạ? Đuôi sasete itadakimasu là hình thức xin phép được làm gì đó. Cụ thể chúng ta có cả câu jiko shokai sasete itadakimasu, nghĩa là xin phép được tự giới thiệu bản thân ạ. Câu này hơi dài một chút nên cố gắng luyện đọc nhiều là sẽ quen thôi ạ. Chúng ta đọc lại với mình nha. Jiko shokai, Jiko shokai, đọc trước thuộc cái cục đó đã. Jiko shokai, giới thiệu bản thân. Jiko shokai sasete itadakimasu, sasete itadakimasu, Jiko shokai sasete itadakimasu. Sau đó tăng tốc dần khi chúng ta đã thuộc, đó là Jiko shokai sasete itadakimasu, Jiko shokai sasete itadakimasu. Bạn nào cảm thấy vẫn khó thì chúng ta sẽ dừng lại, tua lại và nhẩm lại hai câu này nha. Còn bây giờ mình sẽ đi tiếp nội dung vào sâu hơn, đó là nội dung thứ 3, cách giới thiệu tên của chúng mình. Giới thiệu tên thì cũng có nhiều cách nói, trong tiếng Việt mình cũng vậy thôi. Tôi tên là như thế này, hay tên tôi là đảo từ đúng không, hay là gọi tôi là gì đó. Thì mình sẽ đưa cho các bạn hai cách chính nhất thôi, vì chúng ta mới học tiếng Việt chúng ta sẽ đi vào những cái dễ nhất đã. Thì cách 1 ý, chúng ta chỉ cần có tên cộng cả chữ này là chữ D và chữ sư đúng không? Nhưng khi đọc trong tiếng Nhật là cái đuôi D sư này họ sẽ đọc nuốt âm sư thành des. Des, đọc với mình nào. Des, des, đừng có đệt T nha, là nguy hiểm lắm nhá. Nhiều bạn đọc chế rất là vớ vẩn, như thế rất là không hay đúng không? Chúng mình đọc chuẩn là des, des hoặc desu, desu, des hoặc desu. Thì khi đó các bạn muốn giới thiệu tên tôi là gì đó, các bạn chỉ cần lấy tên các bạn cộng với cả chữ này. Tuy nhiên chú ý như ở trong bài bảng chữ katakana mình đã dạy qua ấy, là chúng ta phải chuyển tên của chúng ta sang gì đã, katakana, để đọc theo kiểu người Nhật đọc đã, chứ không phải đọc theo kiểu người Việt vào câu này đâu nha. Ví dụ bạn tên là gì đây, ví dụ như là tên Hoa đi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nói là gì ạ? Hoa desu, hoa desu. Đầy đủ hơn thì cả câu sẽ thêm cụm watashi wa, watashi wa. Chúng ta để cho mình chữ này là chữ ha đúng không? Chữ ha, nhưng mà đây là trợ từ ngăn cách chủ vị. Bao giờ ngữ pháp sẽ giải thích rõ hơn. Bạn cứ nhớ đây là trợ từ ngăn cách chủ vị, cho nên sẽ đọc là wa, wa. Không đọc là quá nhá, không phải là đánh dấu sắc hẳn cho nó, mà đọc hơi hơi bật lên một chút thôi. Wa, wa, watashi wa, watashi wa, watashi wa hoa desu, watashi wa hoa desu, nghĩa là tôi tên là hoa. Đọc lại này, watashi wa, tên bạn cộng chữ desu, nghĩa là cách nói tên đơn giản nhất. Hoặc bạn chỉ cần nói tên desu cũng được. Khi mà bạn đi phỏng vấn trường hay phỏng vấn nghiệp đoàn thì thường là chúng ta nên nói rõ cả họ cả tên. Chứ còn nói tên không thì có rất nhiều người trùng tên với nhau đúng không ạ? Khi đó thì nhớ cho mình một quy tắc để bạn gây ấn tượng được với cả người phỏng vấn. Ấn tượng ban đầu đó là gì? Là bạn hiểu được về tiếng Nhật. Tức là
chúng ta sẽ không nói theo kiểu cách đọc tiếng Việt. Ví dụ như bạn tên là Phạm Thị Hoa, chúng ta không nói là Phạm Thị Hoa để mà chúng ta phải nói theo kiểu là đã chuyển tên sang katakana, bởi vì là người nước ngoài khi họ mới nghe tên thì họ không thể nào mà nghe nhanh ra được nếu chúng ta nói bằng thứ tiếng nước ngoài là tiếng Việt của chúng ta, cho nên phải chuyển sang kiểu nói tiếng Nhật. Sau đó là chúng ta phải nói rõ ràng tên của mình ra, nhắc lại là rõ ràng, rành mạch và không đọc nhanh, đọc từ tốn, từng chữ một thôi, bởi vì người nước ngoài không nghe được. Ví dụ bạn này tên là gì đây ạ? Phạm Thị Hoa, thì chúng ta sẽ nói như sau. 私は Phạm Thị Hoa です。私は Phạm Thị Hoa です。Như vậy thì bạn sẽ gây ấn tượng được với nhà tuyển dụng khi mà họ hiểu là bạn này biết giới thiệu tên mình một cách theo nói theo kiểu tiếng Nhật rất là hay. Nhắc lại công thức một lần nữa, đó là đơn giản chúng ta chỉ cần nói tên cộng des, hoặc đầy đủ hơn là watashi wa. Watashi nghĩa là tôi, watashi wa tên cộng des nghĩa là tôi tên là gì đó. Bây giờ các bạn chỉ cần thay tên các bạn vào thôi. Ví dụ bạn tên là Nam thì là gì ạ? Watashi wa Nam des. Bạn tên là Linh thì là watashi wa Rin des. Thế thôi, đơn giản đúng không ạ? Bạn nào mà chưa biết chuyển tên mình sang tiếng Nhật thì một là quay trở lại xem video clip số 4 hay 5 đi, số 5 để xem cách thức chuyển tên, hoặc là comment trực tiếp dưới video này để được chuyển tên sang tiếng Nhật nha. Cách vừa rồi là cách thức đơn giản nhưng mà chưa đạt đến cái trình độ gọi là kính ngữ. Thì nếu như bạn nói cách số 2 sau đây thì chắc là nhà tuyển dụng sẽ thích hơn. Nên là chúng ta thà cố nhớ thêm một chút còn hơn đúng không ạ? Hãy học cách 2 này. Cách 2 thì vẫn là watashi wa, tức là tôi là, đúng không ạ? Sau đó bạn sẽ tên cộng với cả đuôi, không phải des nữa mà là tomoshimasu. Ví dụ chúng ta có bạn này tên là Nguyên, đúng không ạ? Thì sẽ nói là watashi wa Nguyên tomoshimasu. Watashi wa Nguyên tomoshimasu. Như vậy thì nghe nó sẽ lịch sự hơn là đề sự. Áp dụng tương tự với cách nói cả họ cả tên, ví dụ như Đào Ngọc Nguyên là tên của bạn ấy thì sẽ nói thành watashi wa Đào Ngọc Nguyên tomoshimasu. Watashi wa Đào Ngọc Nguyên tomoshimasu là nói chuẩn theo kiểu tiếng Nhật. Các bạn có thể tự thay tên mình vào và nói giúp mình được chứ? Phải làm được chứ đúng không ạ? Hãy thay vào và tập nói luôn câu vừa rồi đi nha. 次、出身のことについて紹介しましょう。Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tiếp, đó là phần giới thiệu về xuất thân xuất xứ nha. Thông tin cơ bản khi ai đó muốn hiểu về bạn chính là nguồn gốc xuất xứ của bạn nữa. Thì ở đây mình sẽ đưa cho các bạn 3 cách đi từ đơn giản đến khó hơn. Cũng không hẳn, nói chung là 3 cách. Thì cách đầu tiên là dễ nhất, đó là chúng ta sẽ có quê quán của các bạn này. Tất nhiên là khi chuyển tên lên tiếng Nhật thì sẽ hay hơn nha. Cộng với cả đuôi Karakimashita. 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 Chúng ta có gốc thì là kimas, nghĩa là đến. Kimashita là đã đến đúng không ạ? Kara là từ, tôi đến từ đâu đó. Thì chúng ta sẽ hiểu như vậy, đó là Karakimashita. Ví dụ chúng ta có mình ví dụ mình ở Hà Nội đi thì mình sẽ nói là Hanoi kara kimashita. Hanoi kara kimashita là đơn giản nhất. Hay như các bạn khác đi xem nào. Ví dụ bạn ở đâu ta? Ở Đồng Nai đi thì bạn sẽ nói là Đồng Nai kara kimashita. Hay ở Bắc Giang, Bắc Giang kara kimashita chẳng hạn. Các bạn lại tự thay quê quán của mình vào để nói câu này nha. Quê quán cộng karakimashita. Karakimashita, tôi đến từ đâu đó. Còn nếu bạn nào mà chưa biết chuyển vùng miền các bạn sang katakana thì cũng có thể là chúng ta comment ở dưới để mình giúp chuyển sang nha. Cách 2 thì nó dài hơn nhưng mà nó lại đánh giá là kính ngữ cao hơn. Ở đây tức là chúng ta sẽ khiêm nhường ngữ với từ kimashita đi. Kimas thì khiêm nhường ngữ sẽ là mairimas. Khiêm nhường là gì? Là hạ thấp thì xuống một chút nữa ấy, khiêm tốn hơn thì chúng ta sẽ chuyển thành là kara mairimashita. Kara mairimashita. Đọc lại này,
から参りました。参りました。から参りました。Nghĩa là tôi đến từ đâu đó, nhưng cách nói lịch sự hơn và mình cũng khuyến khích các bạn dùng cách này hơn dù nó hơi dài một chút. Nhưng mà theo mình nghĩ đã mất công học thì học luôn cách 2 đi. Để khi bạn phỏng vấn thì cũng sẽ được nhà tuyển dụng đánh giá cao hơn đó. Cùng đọc với nhau một lần nữa cho quen nha. Ví dụ xuất thân từ Đồng Nai, đến từ Đồng Nai sẽ là Đồng Nai, đọc là Đồng Nai, không đọc là Đồng Nai luôn nhá. Đồng Nai から参りました. Còn nếu bạn thích mà gọi là nó có thêm cả Đồng Nai của Việt Nam để người ta hiểu luôn được quốc tịch của bạn ý, thì bạn sẽ nói thêm cho mình là Betunam là Việt Nam, No là của ấy mà, nối hai danh từ Betunam No Đồng Nai, tức là tôi đến từ Đồng Nai, Việt Nam. Nhắc lại nha, Betunam No Đồng Nai cả Maidimashita. Hay như ví dụ bạn ở Bắc Giang, Việt Nam đúng không ạ? Betunam No Bắc Giang から参りました. Đến từ Hà Nội, Việt Nam. Betunam No Hà Nội から参りました. Đến từ Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh thì hơi đặc biệt một chút là để tránh nhầm với tên của Bác Hồ vĩ đại của chúng ta thì chúng ta sẽ thêm chữ Si ở thành phố vào nha. Hồ Chí Minh Si. Betunam No Hồ Chí Minh Si から参りました. Rồi tự mình thay tên quê quán của mình vào và nhầm lại câu đó nhá. Cách thứ ba cho những bạn thích đổi mới thì chúng ta sẽ có cách nói đó là Watashi wa, vẫn là chữ wa của trợ từ nên đọc là wa nha, không đọc là ha đâu ạ. Watashi wa, với tên quê quán no shushin desu. No shushin desu. Shushin là xuất thân, xuất xứ. No thì là nối hai danh từ thôi, tức là xuất thân của tôi ấy, là quê quán như vậy. Cho nên chúng ta sẽ nói thành là Watashi wa quê quán no shushin desu. Ví dụ một bạn ở Tokyo, một bạn người Nhật giới thiệu sẽ nói là Watashi wa Tokyo no shushin desu. Watashi wa Tokyo no shushin desu. Vậy tương tự chúng ta có thể nói chúng ta ví dụ như ở đâu ta? Ở Huế đi. Watashi wa Huế no shushin desu. Watashi wa Nam Định no shushin desu, hay là tôi xuất thân từ Nam Định chẳng hạn. Đó, một trong ba cách, bạn thích dùng cách nào thì bạn xài cách đó. Mình thì mình khuyến khích cách số 2 nha. Nối lại hai phần vừa rồi chúng ta học đó là tên và quê quán nhé. Bạn chọn cách nào cũng được. Tức là ví dụ tên thì bạn thích giới thiệu bằng cách là desu hay là tomoshimasu cũng được, mà quê quán thích dùng là karakimashita, karamaidimashita hay là no shushin desu cũng được. Cứ ghép vào nhau thôi, mình đưa ví dụ của mình. Ví dụ bạn này tên là Linh, bạn ấy 21 tuổi và đến từ Hà Nội. Phần tuổi chúng ta chưa gặp đề cập đến thì chúng ta sẽ giới thiệu là bạn ấy tên là Linh và bạn ấy đến từ Hà Nội đúng không ạ? Thì mình sẽ dùng cách đơn giản nhất cho những bạn mà lười học dài, đó là cái gì đấy ạ? Watashi wa Rin desu. Watashi wa Rin desu, nghĩa là tôi tên là Linh đúng không? Rin, phiên âm sao chỉ như vậy thôi. Tiếp theo, tôi đến từ Hà Nội của Việt Nam đi, thì bạn sẽ nói là Betunam no Hà Nội から来ました. Betunam no Hà Nội から来ました. Watashi wa Rin desu. Betunam no Hà Nội から来ました. Thêm một ví dụ cho cách nói nâng cao mà mình khuyến khích hơn ý. Ví dụ bạn này là Nam và ở Hồ Chí Minh thì sẽ nói là gì đây ạ? Nam thì chuyển sang tên katakana sẽ là Namu. Namu. Watashi wa Namu to moshimasu. To moshimasu thay vì desu thì nghe nó sẽ lịch sự trang trọng hơn. Watashi wa Namu to moshimasu. Betunam no Ho Chi Minh Chi から参りました. Ho Chi Minh Chi là thành phố Hồ Chí Minh. Betunam no Ho Chi Minh Chi から参りました. Tôi đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tiếp đến là một số 4 giới thiệu về tuổi và nghề nghiệp. Thì chúng ta đi vào phần A là giới thiệu về tuổi trước đã. Ở phần tuổi chúng ta đã học video trước, cho nên bạn nào chưa xem thì hãy vui lòng quay lại video trước là video số 6. Đúng không ạ? Số 6 đi. Để chúng ta xem lại phần đếm tuổi nha, chứ mình không đưa vào phần dạy trong bài này vì nó sẽ rất là dài cái bài này ra.
Về cơ bản chúng ta sẽ có cách nói tuổi là lấy số tự số cộng với cả chữ gì ạ? Tuổi là sai, sai. Ví dụ 5 là go thì 5 tuổi là go sai. Hay 19 là ziu kiu thì 19 tuổi là ziu kiu sai. Chỉ cần nhớ thêm các số đặc biệt là gì nhỉ? 1 thì 8 và 10 không đọc là ichi sai, hachi sai hay là ziu sai mà sẽ thành là is sai, hát sai và zui sai. Thôi, đại khái là chúng ta sẽ chỉ nhắc qua như vậy, còn đâu bạn nào chưa xem thì xin vui lòng quay lại xem giúp mình video dạy đến tuổi riêng nha. Bây giờ bài này thì chúng ta nên thêm một cái cụm này nữa cho hay, đó là kotoshi. Kotoshi có nghĩa là năm nay, tức là năm nay tôi bao nhiêu tuổi á, thì mình sẽ nói là kotoshi số tuổi cộng sai des. Phải có chữ desu nữa nha, là câu kết thúc danh từ như kiểu là năm nay tôi 20 tuổi ạ, chẳng hạn ý. Thì chúng ta nhắc lại cái công thức này sẽ là kotoshi số tuổi cộng sai des. Ví dụ bạn 21 tuổi, 21 đến như nào nhỉ? Đến tuổi là không phải 21 sai mà là 21 sai. Vậy năm nay tôi 21 tuổi sẽ nói thành kotoshi 21 sai des. Kotoshi 21 sai des. Thêm một ví dụ, năm nay tôi 18 tuổi sẽ nói là kotoshi 18 sai desu. Kotoshi 18 sai desu. Kotoshi số tuổi cộng sai desu. Các bạn tự thay vào được của mình rồi chứ. Tiếp theo chúng ta đi sang phần nói về nghề nghiệp. Thì ở phần này mình sẽ dừng thêm một chút, đó là trong tiếng Nhật thì có phần nối câu danh từ với nhau ấy. Thì tôi bao nhiêu tuổi và tôi làm nghề gì là hai danh từ nối với nhau, cho nên là bây giờ để nối câu cho nó hay, đỡ bị cứ đề sự quá nhiều ấy, thì các bạn làm thao tác này giúp mình là cái phần nói tuổi này chúng ta sẽ bỏ chữ sư đi và chúng ta chỉ nói là đến ví dụ như là nijiri sai de, de chữ de thôi, nối như vậy thôi, rồi cộng thêm với nghề nghiệp. Ví dụ mình có câu sau đây: mình năm nay 26 tuổi và là giáo viên, thì mình sẽ không nói là kotoshi nijiroku sai desu kyoshi desu, mà vì quá nhiều đề sự rồi nên chúng ta sẽ chuyển và nối thành một câu ghép, đó là năm nay tôi 26 tuổi và là giáo viên, và sẽ nói thành kotoshi 26 sai de nihongo no kyoshi desu. Kotoshi 26 sai de kyoshi desu cũng được, nói tắt là giáo viên, nó không cần nói giáo viên tiếng Nhật. Nhắc lại này, kotoshi 26 sai de không phải desu nha, de kyoshi desu. 今年26歳で教師です. Giới thiệu nghề nghiệp thì đơn giản, cũng chỉ cần nói nghề nghiệp cộng cả đề sự là xong thôi. Như câu vừa rồi đó, chúng ta đang nối tuổi đến chữ đệ cộng với nghề nghiệp cộng chữ des. Bây giờ chỉ cần quan tâm đến nghề nghiệp của bạn là gì là xong, đúng không ạ? Chúng ta sẽ học qua vài từ vựng cơ bản, đó là 学生, 学生, đó là học sinh. 学生, học sinh. Các xe thì là học sinh, hoặc là có thể hiểu là sinh viên. Nếu mà đai các xe là sinh viên đại học, thôi chúng ta nói chung chung là các xe là được. Tiếp tục, hay như là từ nữa đi, riu các xe. Riu các xe nghĩa là du học sinh. Riu các xe. Một cái phần cho các bạn tốt nghiệp sẽ là jisiu xe. Jisiu xe nghĩa là thực tập sinh, hoặc là kenkyu se, hai cách nói. Jisiu se, thực tập sinh. Hay nếu bạn là kỹ sư sẽ là engineer. Engineer từ mượn đúng không ạ? Engineer, kỹ sư. Còn nếu mà bạn làm nghề khác nữa thì hãy comment để mình biết nha. Chỉ bây giờ thống kê quá nhiều nghề thì video sẽ rất là dài, comment để được chuyển đổi, còn chủ yếu là những nghề này là chính thôi. Thì chúng ta sẽ nhớ là các cơ xe học sinh, riêu và cơ xe du học sinh chẳng hạn, thì bạn chỉ cần nối tuổi thêm chữ de cộng cả nghề nghiệp des. Ví dụ đi, mình có bạn 20 tuổi và là học sinh chẳng hạn nha, chúng ta sẽ nói là kotoshi hatachi de. Hatachi là cách đến tuổi đặc biệt đúng không, 20 nhớ không ạ? Hoặc là nijisai de gakusei desu. Các bạn hình dung được cách làm chưa? Quay trở lại ví dụ của bạn Linh và bạn Nam lúc nãy đã nhá. Bạn Linh 21 tuổi và là học sinh thì sẽ nói thành là kotoshi 21歳 de gakusei desu. Còn bạn Nam thì là sao đấy, 28 tuổi và là thực tập sinh, sẽ nói thành kotoshi 28歳 de jisyusei desu.
Bây giờ gồm 3 phần mới học lại, đó chính là giới thiệu về tên, xuất xứ, tuổi và nghề nghiệp chúng ta được. Bạn Linh sẽ nói một cách đầy đủ hơn, đó là là 私はリンです。私はリンです。ベトムのハムから来ました。ベトムのハムから来ました。今年21歳で学生です。今年21歳で学生です。Cách nói cơ bản đúng không ạ? Nhắc lại này. 私はリンです。ベトムのハムから来ました。今年21歳で学生です。Hay như của bạn Nam nói dạng lịch sự hơn thì sẽ chuyển thành là Watashi wa Namu to moshimasu. Watashi wa Namu to moshimasu. Betomu no Ho Chi Minh shi kara mairimashita. Betomu no Ho Chi Minh shi kara mairimashita. Kotoshi 28 sai de. Kotoshi 28 sai de jissyu sei desu. 今年28歳で実習生です。Mở rộng thêm một chút nếu bạn nào muốn nói sâu hơn về bạn là học sinh trường đại học hay cao đẳng nào đó hay là nhân viên công ty nào đó thì bạn sẽ nói như sau. Đầu tiên là bạn học sinh trường nào đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có thêm là tên trường cộng chữ, nếu là đại học sẽ là Dagaku no Gakusei desu. Ví dụ bạn này học trường đại học Sakura sẽ nói là Sakura Daigaku no Gakusei desu. Sakura Daigaku no Gakusei desu. Sakura là tên trường, Daigaku là đại học, no Gakusei là sinh viên của trường đại học Sakura. Hay ví dụ tên trường khác đi. Đại học kiến trúc đi, sinh viên đại học kiến trúc sẽ nói là Keichiku no Gakusei desu. Hay nếu mà là cao đẳng thì bạn sẽ chuyển chữ đại học là Daigaku thành Tandai. Tên trường cộng Tandai no Gakusei. Thôi phần này chỉ là phần mở rộng thôi, nên bạn nào muốn chuyển thì mình cũng lại comment để mình giúp chuyển cho nhanh nha. Tên trường cũng rất là nhiều cho nên là cứ comment giúp mình ở dưới video này ạ. Còn hôm khác mà có thời gian mình sẽ làm thêm clip mở rộng sâu hơn các tên trường đại học Việt Nam. Tiếp theo là chúng ta còn nếu là công ty thì bạn sẽ dùng từ mới đó là Shain. Shain, Shain là nhân viên công ty. Khi có tên công ty bạn sẽ là tên công ty cộng no shine desu. Ví dụ của bạn này là nhân viên công ty IMC sẽ nói thành là IMC no shine desu. IMC no shine desu. Chúng ta đi tiếp phần giới thiệu về gia đình nha. Gia đình thì cùng nghe thử mình đọc một cái form gia đình như sau. 家族は4人います。両親と姉と私です。家族は4人います。Gia đình tôi có 4 người. 両親と姉と私です。Gồm có bố mẹ, chị gái và tôi. Vậy là gì? Trong phần giới thiệu gia đình chúng ta sẽ có 2 mẫu. Đó là gì ạ? Giới thiệu với gia đình bạn có bao nhiêu người và gồm có những ai. Mình có 2 cách nói như sau. Đó là 家族は số người cộng đuôi います. Sau đó là to des, hoặc cách nói ngược lại đó là kazoku wa số người des và ở dưới là to imasu. Thực ra nó bản chất là một nha. Nghĩa là một, chỉ có là trong cái bản jikoshoukai của chúng ta ấy, để mình lược tránh cái việc là cứ des liên tục hay là mas liên tục thì mình sẽ đổi cho nó linh hoạt để nó hay hơn cái đoạn jikoshoukai thôi. Còn cơ bản thì ta dùng cách thứ nhất nha. Cùng nghiên cứu cụ thể hơn với mình nào. Đầu tiên, để giới thiệu được gia đình có bao nhiêu người thì các bạn phải biết đếm người trong tiếng Nhật đã. Về cơ bản thì chúng ta có giống như đếm tuổi ấy, thì chỉ cần học đuôi đếm người thôi. Nên giống như đếm tuổi là sai, rồi học thêm các lấy số tự nhiên cộng với sai. Thì ở đây cũng sẽ là chúng ta học đuôi đếm người là nin. Nin, và về cơ bản sẽ là lấy số thứ tự cộng nin. Ví dụ như 3 là sang đúng không? Thì 3 người là sang nin. 5 là go, 5 người là go nin. Tuy nhiên cũng sẽ có một vài trường hợp đặc biệt chúng ta cùng học với mình như sau. Mình có một người thì không đọc là ichi nin mà sẽ là hitori. Hitori, một người. Hitori, hitori, một người. Tương tự, chúng ta có hai người cũng là số đặc biệt, không phải là ninin mà sẽ là futari. Futari, hai người. Futari.
3 người thì là số bình thường nên cứ lấy số cộng nin, vậy là sang cộng nin là sang nin, sang nin. 4 người thì hơi đặc biệt hơn, đáng nhẽ là 4 là yong đúng không? Nhưng trường hợp này chúng ta sẽ lược đi chữ n, chữ n ấy và chỉ còn là yo thôi. Yonin, yonin, nhớ nha, yonin là 4 người. Trường hợp này thì đa phần các gia đình đều là 4 người nhưng có rất rất nhiều bạn lại phát âm sai, toàn đọc thành yonin là sai, phải là yonin nha. Chúng ta tưởng tượng là không phải bạn chỉ sai mỗi một chút phát âm là lỗi nhỏ không sao đâu, mà khi người Nhật nghe bạn Chico Shokai là giới thiệu bản thân mà mắc một lỗi như vậy thôi, người ta đã đánh giá bạn không được cao rồi. Chúng ta phải thật là chuẩn từ đầu nha. Ở đây không phải là yonin mà là yonin, yonin, nhớ kỹ cho mình điều đó, yonin. Tiếp theo 5 người thì bình thường thôi, vậy sẽ là gonin, gonin. 6 người cũng bình thường là rokunin, rokunin. Thêm 1 người là 7 thì chúng ta có hai cách nói, có thể nói bình thường là nananin, nananin hoặc chichinin là cách nói thứ hai, chichinin. Nananin hoặc chichinin, nandemoi, thế nào cũng được nha. 8 người đọc bình thường là hachinin, hachinin. 9 người là kyunin, kyunin. Và 10 người có thể là junin, junin. Nhưng mà chắc là ít trường hợp chúng ta gia đình có 10 người. Bởi vì là ở trên tiếng Nhật khi giới thiệu bản thân ý, thì bạn không cần liệt kê đến hàng ông bà đâu, mà chỉ tính bố mẹ, anh chị em của chúng ta thôi. Mà nếu mà để mà anh chị em mà lên đến 10 người thì chắc bây giờ rất là hiếm rồi. Chỉ có các cụ ngày xưa mới sinh nhiều đông đúc như vậy thôi đúng không ạ? Chúng ta nhớ chủ yếu sẽ là tầm 3, 4, 5 người. Về cơ bản đếm người là như vậy. Mình không dạy kỹ vào bài này vì bài này mình tập trung vào giới thiệu bản thân cơ. Thì những bạn nào mà chúng ta muốn học thuộc luôn thì hãy xem lại để thuộc luôn nhá. Còn bạn nào mà chủ yếu lấy cái thông tin gia đình mình có bao nhiêu người thì chúng ta sẽ lấy ví dụ 5 người bạn nhớ đặc biệt là gì, gonin, hay 3 người là sangnin, hay 4 người nhớ đặc biệt là yonin thôi đúng không? Không phải nhớ quá nhiều. Ngoài ra thì mình cũng xin tặng thêm các bạn một cái phần nghe, tài liệu nghe mình tìm được là bài hát học đếm từ 1 đến 10 rất là đáng yêu. Mời các bạn cùng học qua bài hát đếm số từ 1 đến 10 người nhé. Bài hát đáng yêu đúng không ạ? Rất là dễ nhớ nữa. À ok, bây giờ thì chúng ta sẽ ghép vào cả câu, nói là gia đình tôi có bao nhiêu người. Công thức là kazoku wa số người imasu. Kazoku wa số người imasu hoặc kazoku wa số người đề sự luôn cũng được, nhưng mình khuyến khích là cách này nha. Kazoku wa số người imasu. Ví dụ chúng ta có lúc nãy 3 người là sangnin đúng không? Thì bây giờ thay vào là kazoku wa sangnin imasu. Kazoku wa sangnin imasu, gia đình tôi có 3 người. Tương tự 4 người thì sẽ thành là 4 không phải là yong mà là yo nha, yonin. Vậy là kazoku wa yonin imasu. Kazoku wa yonin imasu. Còn tiếp tục 5 người thì sao? Nhà này thêm một em bé nữa thành 5 người, vậy nói là kazoku wa gonin imasu. Kazoku wa gonin imasu, gia đình tôi có 5 người. Kantan desho, dễ đúng không ạ? Tiếp theo khi chúng ta cần liệt kê gồm có những thành viên nào thì bạn sẽ dùng công thức là cái thành danh từ chỉ thành viên cộng to to to, chúng ta có phát âm là to to, không đánh dấu sắc hẳn và nhấn nó thành tố nhá. Có rất nhiều bạn đọc sai phát âm là tố nghe rất là kinh. Chúng ta đọc bật hơi này, to to to, cảm giác vẫn là chữ to nhưng mà bật hơi một chút, to. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần học tên các thành viên trong gia đình thôi. Đầu tiên sẽ là bố mẹ. Nếu mà là cả bố lẫn mẹ, chúng ta sẽ có từ để gọi bố mẹ, đó là ryōshin, 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 nghĩa là bố mẹ. Nếu mà chỉ còn một trong hai thì chúng ta sẽ có bố là chichi, chichi, hoặc mẹ là haha, haha. Nhớ nha, bố mẹ là ryōshin, ryōshin, bố chichi, mẹ haha.
Đó thì chúng ta sẽ liệt kê là bố mẹ và bây giờ học thêm 4 thành viên nữa đã nhá. Chúng ta có anh trai sẽ là ani, 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 anh trai. Chị gái ane, ane, ane nghĩa là chị gái. Hay nhà nào có em trai sẽ là ototo, ototo, trường âm nha. Ototo, em trai. Còn nhà nào có em gái sẽ là imoto, imoto nghĩa là em gái, imoto. Điểm lại nha, chúng ta có gì đây ạ? Anh trai là ani, chị gái ane, em trai ototo, em gái imoto. Đó, bây giờ các bạn chỉ cần lấy các cái cách gọi thành viên vừa rồi trong tiếng Nhật lắp vào cái công thức kia là xong. Ví dụ cụ thể cho câu hai câu vừa rồi này, ở đây danh tranh vẽ có 3 người thì cái bạn trai này sẽ là bạn nói, thì sẽ là gia đình tôi gồm có 3 người, nói nhanh thành 가족 3명 います. 가족 3명 います. Gồm ai đây? Bố mẹ và tôi thôi đúng không? Vậy nói nhanh thành là 両親 to 私 desu. 私 là tôi nha. 両親 to 私 desu. 両親 to 私 desu. Gồm bố mẹ và tôi. Còn trường hợp này thì sao nhỉ? À, có 4 người gồm có tôi với cả anh trai tôi nữa thì chúng ta chỉ cần thêm thôi. Chúng ta có bố mẹ là ryoshin đúng không? Và là tốt. Bây giờ thêm là anh trai thì là ani, xong lại và tôi thì lại tốt tiếp, rồi mới đến watashi desu. Cả câu sẽ là kazoku wa 4人 imasu. Gia đình tôi có 4 người. Ryoshin to ani to watashi desu. Gồm có bố mẹ, anh trai và tôi. 両親 と兄 と私 です. Thế nếu bạn nào nhà cũng 4 người nhưng không phải có anh trai mà có thêm một chị gái ấy, thì chúng ta chỉ cần thay gì nhỉ? Thay 兄 là anh trai bằng 姉 là chị gái là xong. Ví dụ sẽ thành là 両親 と姉 と私 です. Gồm có bố mẹ, chị gái và tôi. Hay nhà nào không có anh chị mà chỉ có em trai, sẽ thay em trai là 弟 vào thành là gì? 両親 と ototo watashi desu. Gồm có bố mẹ, em trai và tôi. Tương tự ngược lại với cả em gái cũng thay như thế thành imoto và là xong. Dễ không ạ? Tăng thêm một chút, nhà có 5 người đi. À, 5 người thì kệ 5 người đúng không? Cứ liệt kê ra thôi. Ví dụ có gì đây ạ? À, vẫn là nhà bạn này nhưng có thêm anh trai và chị gái thì cứ nối thêm thành là gì nhỉ? À, 5 người đầu tiên nói là gì đã? Kazoku wa 5人 imasu. Gia đình tôi có 5 người. 両親 と兄 と姉 と私 です. Nếu mà anh ra trước chị thì sẽ là như vậy. 両親 と兄 と姉 と私 です. Gia đình tôi có 5 người, gồm có bố mẹ, anh trai, chị gái và tôi. Vậy tương tự chúng ta cũng sẽ thay, chỉ cần nhớ được các từ vựng chỉ thành viên trong gia đình còn lại anh chị em đúng không? Ví dụ nhà bạn có một anh trai, một em gái, một chị gái, một em trai vân vân, cứ thay vào là xong. Chỉ có trường hợp tiếp theo mới khó này. À, trường hợp này như nào đây? Nhà bạn này có cũng có 5 người nhưng mà lại có không phải là một anh một chị hay một anh một em mà lại là hai anh. Hai anh thì nói thế nào bây giờ? Chẳng lẽ là hai lần ani to ani à? À không phải, ta có cách nói khác nha. Trường hợp này thì chúng ta sẽ dùng cách nói là có hai anh. Vì như vậy đuôi mình sẽ chuyển thành imasu, ka imasu cho nó hay, cho nên là câu trên các bạn lại biến thành là kazoku wa 5人 desu, cho mình cho nó đỡ bị trùng lặp nhiều cái desu hay masu nhá. Câu này chúng ta sẽ nói là kazoku wa 5人 desu. Thay vì 5人 imasu, bạn chuyển cho mình thành 5人 desu. Gia đình tôi có 5 người, kazoku wa 5人 desu. Sau đó là gồm này, 両親 と兄 が 2人 います. 兄 が 2人 います. 2人 vừa học quen quen đấy là cái gì nhỉ? À, hai người đúng không? 兄 là anh. Ani ga futari imasu là công thức có bao nhiêu, tức là có số lượng bao nhiêu á. Thì là ani là anh trai, ga là trợ từ này, futari là hai người, imasu là có. Ani ga futari imasu, có hai người anh trai. Đó, thì chúng ta sẽ nói được thành là ryoshin to ani ga futari imasu. Hay nếu là có hai em gái đi thì sẽ nói thành là gì? À, ryoshin to gì ạ? Em gái là imoto đúng không? Imoto ga futari imasu. Thậm chí tương tự cho 3 hay 4 người chăng nữa cũng vẫn cứ lắp vào thôi. Là ví dụ như 3 người em đi sẽ là imoto ga 3人 imasu.
Ok, nếu mà cứ dạy kỹ lưỡng quá sâu và đến tận hàng chục người thì chắc là video này sẽ kéo dài rất dài. Cho nên là những bạn nào mà cảm thấy gia đình mình đông người hơn hoặc là bạn vẫn chưa hiểu, chưa chuyển được sang tiếng Nhật ý, thì bạn hãy comment tiếng Việt để mình giúp bạn chuyển sang tiếng Nhật cho nhanh nha. Còn đâu là video chúng ta dạy phần này chỉ đến đây thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi sang cách nói về sở thích. Sở thích trong tiếng Nhật sẽ là 취미, 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 sở thích. Công thức của chúng ta nói về sở thích đơn giản chỉ là 취미 와 sở thích です. 취미 와 와 vẫn là chữ 2 nhưng mà là trợ từ nha. 와 취미 와 sở thích です. Bây giờ bạn chỉ cần học cái từ vựng chỉ sở thích và thay vào nữa là xong. Ví dụ mình có 독서, 독서 nghĩa là đọc sách. Thì nếu sở thích của bạn ấy là đọc sách sẽ cần chỉ cần nói là 취미 와 독서 です. 취미 와 독서 です. Nghĩa là sở thích là đọc sách và xong. Phần sở thích này thì có hai cách nói liên quan đến danh từ và động từ. Đây là câu danh từ, tức là chỉ cần lắp danh từ lên rất là đơn giản. Còn về sau bao giờ học cũng phát bài 18 câu, chúng ta sẽ học về mẫu câu chỉ sở thích thì sẽ phải chia động từ để nó phức tạp hơn, nên mình sẽ đi sau giới thiệu qua qua thôi. Còn bây giờ mình sẽ đưa cho các bạn một list các cái danh từ chỉ sở thích chúng ta có thể tham khảo. Dựa trên các cái danh từ này bạn xem cái nào hợp với bạn thì bạn lắp lên trên công thức là xong. Đó, ví dụ đọc cơ sổ là đọc sách chẳng hạn, chúng ta có danh thêm từ vựng khác nha. Chúng ta có sports, sports, đọc cho mình sports nghĩa là gì ạ? Thể thao, sports, thể thao. Hay là gì kia? Chúng ta có doko, doko, doko nghĩa là du lịch, du lịch ạ. Các bạn lại sở thích là suie, suie nghĩa là bơi lội cơ. Sui e, bơi lội. Hay các bạn nào có sở thích giống mình không? Đó là mua sắm này. Kaimono, kaimono nghĩa là mua sắm. Có một từ khác là từ mượn đó là shopping ngữ, nhưng mà hơi khó nói, viết bằng katakana nên mình lấy từ này cho nhanh. Kaimono, mua sắm. Tsuri, tsuri nghĩa là câu cá. Ski, ski nghĩa là trượt tuyết. Hay shogi, shogi nghĩa là cờ tướng. Shodo, shodo thư pháp. Hay là onkaku, onkaku nghĩa là âm nhạc. Đó chỉ mình lần ghi sơ qua vài cái danh từ chỉ sở thích. Tất nhiên là vẫn còn nhiều nữa. Nếu mà bạn chưa thấy sở thích của bạn ở đây thì hãy comment để mình chuyển đổi sang tiếng Nhật nha. Còn về cơ bản là chúng ta cứ lắp lên như vậy. Ví dụ chúng ta có sở thích là bơi lội thì chúng ta sẽ lắp thành là 취미 와 수예 です. 취미 와 수예 です. Hay sở thích là gì đây ạ? Chúng ta có là cờ tướng đi sẽ là 취미 와 쇼기 です. 취미 와 쇼기 です. À thế có những bạn nhiều hơn đúng không ạ? Ta có nhiều sở thích cơ, ví dụ như hai sở thích chẳng hạn thì sao? À khi đó các bạn sẽ lại nối bằng danh từ trợ từ tốt của lúc nãy chúng ta học ở phần gia đình ý. Tô nghĩa là và, thì chúng ta có công thức là 취미 와 A to B です. 취미 와 A to B です. Các bạn chỉ cần lấy các cái từ vựng chỉ sở thích lắp lên A và B là xong. Ví dụ chúng ta có gì đây ạ? Sở thích là đọc sách và du lịch thì bạn chỉ cần nhớ từ vựng đọc sách là gì? Đọc cơ sổ bạn thay lên A. Rồi du lịch là đi cô bạn thay lên B. Vậy chúng ta có cả câu là 취미 와 gì ạ? 독서 또 旅行 です. 취미 와 독서 또 旅行 です. Đó, phần danh từ chỉ đơn giản vậy thôi, cứ lắp vào là xong. Nhiều hơn cũng được, nhưng mà tốt nhất là nói tương đối thôi, không cần nói dài dòng quá nhiều, người ta sẽ không thích. Tiếp tục này, trong mảng sở thích này thì cũng có một vài cái sở thích nó không được rõ ràng nếu mà chỉ nói bởi danh từ không. Ví dụ mình có từ soccer là bóng đá, đá bóng đó. Thì chúng ta có hai mảng rất lớn liên quan đến soccer, liên quan đến bóng đá, đó chính là chơi bóng đá và xem bóng đá. Nếu chỉ nói là 취미 와 soccer です thì sẽ không rõ nghĩa cho người nghe, người ta sẽ chưa thích nếu như bạn nói bị không rõ nghĩa như vậy. Khi đó người ta chỉ hiểu là sở thích là bóng đá, không biết rõ bạn chơi hay xem, người ta lại mất công hỏi lại. Chi bằng bạn nói được luôn là sở thích của bạn là chơi hay xem, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải chuyển nó sang động từ, thì nhắc lại là phần này khá là khó, chúng ta phải học vào bài ngữ pháp cơ thì mới biết chia động từ. Mình chỉ đưa cho bạn ví dụ minh họa thôi. Mình có sở thích là đá bóng, tức là chơi đá bóng ấy, thì sẽ nói thành là 취미 와
サッカーをすることです。趣味はサッカーをすることです。Còn nếu là xem sẽ là 趣味はサッカーを見ることです。趣味はサッカーを見ることです。Chúng ta có công thức vẫn vậy, chúng ta chỉ có là chúng ta sẽ có khác nhau hai động từ đó là suru là chơi và miru là xem, còn chia với koto vẫn là công danh từ thôi. Cái việc chơi bóng đá hay cái sở thích của tôi là cái việc xem bóng đá. Thì phần này khá là khó cho nên mình sẽ chỉ đưa cho các bạn khoảng 2-3 ví dụ về phần động từ này thôi các bạn. Nếu bạn nào thích học dài và nói chuẩn theo kiểu đó thì học nha. Còn không thì chúng ta cứ dùng câu danh từ để nói về sở thích là nhanh nhất. Ví dụ ban nãy mình nói sở thích là âm nhạc thì nó hơi bị trừu tượng vì chưa rõ phần nào của âm nhạc, chơi nhạc hay nghe nhạc hay như thế nào. Thì nếu bạn nói rõ hơn là nghe nhạc, bạn sẽ nói cho mình theo câu sau. 趣味は音楽を聴くことです。趣味は音楽を聴くことです。Sở thích của tôi là nghe nhạc. Nhớ nha. 趣味は音楽を聴くことです。音楽、âm nhạc, 聴く, nghe. Hay như sở thích khác là vẽ tranh chẳng hạn đi. Có nhiều bạn thích vẽ tranh sẽ nói là 趣味は絵を描くことです。趣味は絵を描くことです。Danh từ cũng có từ hội họa nhưng người ta ít nói, người ta hay nói theo kiểu này hơn. 趣味は絵を描くことです。Sở thích của tôi là vẽ tranh. Còn những bạn sở thích là xem phim. Xem phim sẽ nói như sau. 趣味は映画を見ることです。趣味は映画を見ることです。Còn bạn nào mà có những cái sở thích mà lạ lùng khác nữa chưa thấy mình đưa ra thì cũng hãy comment hoặc là inbox riêng để mình giải đáp cho các bạn. Ok, chúng ta đã kết thúc xong được các phần giới thiệu cơ bản. Bây giờ chúng ta đi vào hai câu cuối cùng để chào nữa là xong rồi. Mục 8, mục 9 của khóa mẫu chính là câu rất mong được giúp đỡ và xin chân thành cảm ơn. Thì rất mong được giúp đỡ trong tiếng Nhật sẽ nói như sau. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hơi dài đúng không ạ? Nhưng mà sau này các bạn nói sẽ quen dần bởi vì câu này nói rất là nhiều. Chúng ta nói lại này. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Đọc chậm hơn nhá. Dozo. Zo là Z, không phải là yo hay ro nha. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nói nhanh hơn thì là như vậy. Thực ra là có nhiều cách nói hơn nữa. Có thể nói tắt là yoroshiku. Dozo yoroshiku, không cần đoạn sau, nhưng mà nói như vậy nó không trang trọng nên mình chỉ ưu tiên các cách nói trang trọng thôi. Còn mà cách nói cao cấp hơn cách nói này đó là đổi đuôi shimasu thành itashimasu. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Nhưng mà thôi cũng không cần thiết, chúng ta cứ nhớ một cách này cho mình là được, đó là dozo yoroshiku onegai shimasu. Rất mong được giúp đỡ. Câu này là câu nói rất là trang nghiêm. Chúng ta phải thực hiện cái ojigi là nghi lễ cúi chào khi nói câu này. Và cúi sâu hơn cái lúc chào đầu là xin rất vui được làm quen nha. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Cúi người một góc 40-45 độ và giữ khoảng 3 giây mới được lên. Thật là trang nghiêm, cẩn trọng và to rõ ràng câu này nha. Đọc lại một lần nữa với mình nào. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Thì đó bạn sẽ nói to giọng ra thành dozo yoroshiku onegai shimasu. Kiểu như là rất mong được giúp đỡ, không phải là rất mong được giúp đỡ, tức là chúng ta không uể oải được đúng không? Nói thật là khẩu khí câu đó vào nha. Nhờ giúp đỡ xong thì nên cảm ơn người ta chứ. Vậy sẽ nói là domo arigatou gozaimashita. Domo arigatou gozaimashita. Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi, cảm ơn vì sẽ giúp đỡ tôi. Domo arigatou gozaimashita. Đọc chậm lại với mình này. Domo arigatou. Có trường âm nha. Arigatou gozaimashita. Domo arigatou gozaimashita. Xin chân thành cảm ơn. Hai câu cuối hơi dài nên mình sẽ nhắc lại thêm một lần nữa. Rất mong được giúp đỡ sẽ nói là dozo yoroshiku onegai shimasu. Rất mong được giúp đỡ. Và câu xin chân thành cảm ơn sẽ là domo arigatou gozaimashita. Câu này thì nhẹ nhàng, mềm mại và tươi vui đúng không ạ? Cảm ơn người ta mà.
Ok, bây giờ thì các bạn cần phải làm một việc cho mình, đó là chúng ta hãy tự viết cho mình một cái bản Jigoshokai của chính các bạn. Mình sẽ đưa cho các bạn hai mẫu sau đây. Mẫu thứ nhất sẽ là mẫu cơ bản, tức là nó ngắn hơn, gọi là khác, không khác nhau quá nhiều đâu, chỉ có một chút thôi. Ví dụ như là thay vì nói Tomoshima để giới thiệu tên thì chỉ cần nói là des, hay thay vì nói là karamaidimashita thì chỉ cần nói là kimashita. Nó chỉ khác nhau những cái điểm như vậy thôi. Thì đây là mẫu để các bạn sẽ xem. Các bạn sẽ pause màn hình, tức là tạm dừng lại để chúng ta nhìn mẫu, sau đó chúng ta viết tương tự vào giấy và vở của chúng ta, viết ra riêng bản Jigoshokai của chính các bạn. Sau đó thì phải học thuộc. Học thuộc lòng nha. Học thuộc xong thì đến phần luyện phát âm. Tất nhiên vừa học thuộc vừa luyện phát âm rồi, nhưng mà cần luyện hơn nữa thì bạn sẽ tập nói cho nhuần nhuyễn. Chúng ta chỉ tập phát âm nhuần nhuyễn được khi đã thuộc bài thôi. Chúng ta đọc thuộc bài này, luyện phát âm, sau đó là chúng ta sẽ đứng trước gương. Các bạn phải tập tư thế tác phong nữa, đứng trước gương và tập nói xem khuôn mặt biểu cảm mình ra sao, tay chân có run hay không, mặt chúng ta có tươi hay là trông rất là thảm hại. Thì tác phong là cái ánh nhìn rất là tốt đối với nhà tuyển dụng, là cái phần quan trọng. Người ta nhìn qua thôi chứ cần nghe bạn nói thế nào. Nếu mà bạn trông cứ gầm gừm 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 này, hay là trông run rẩy sợ hãi, thì chắc chắn là sẽ không được đánh giá cao. Vậy hãy tập phong thái tự tin trước gương, thuộc lòng, sau đó tự tin nói ra nha. Và nếu cần thì hãy nhờ bạn bè quay lại, hoặc tự đặt camera quay lại xem tự mình xem mình thế nào, để có thể sửa được những cái lỗi mà chúng ta cảm thấy đã chưa ưng ý nhé. Để giúp các bạn hoàn thiện phần tác phong thì mình xin đưa ra một chút thôi, gọi là không nhiều lắm, nhưng một chút hướng dẫn về cái tác phong chào kiểu Nhật nhé. Chúng ta trước hết là cái phần tư thế để tay. Thì các bạn chắc là quan sát phim ảnh hay là thời sự nhìn hình ảnh người chào của người Nhật ấy, cũng thấy là chủ yếu là gì ạ? Con gái thì sẽ là gì đây ạ? Chúng ta sẽ để hai tay phía trước người, tạo thành hình chữ V. Và chú ý là ngón tay phải làm sao ạ? Khép lại nhá, đặt lên nhau, phải khép lại chứ không phải xòe ra hay là bấu bấu vào cái phần áo đâu. Khép lại để tay chữ V như hình đó ạ. Con trai thì có hai kiểu, một là chào tương tự con gái như vậy, tức là cũng để tay như thế nhưng mà trông cứng cáp, không trông yểu điệu hay là che một số thứ gì đâu nhá. Chúng ta để thoải mái, cứng cáp một chút thì chúng ta chào kiểu đó, hoặc tay chúng ta sẽ để thẳng ép vào hai bên hông ống quần ấy, cũng không bấu túm quần đâu nhá, mà sẽ duỗi thẳng và ngón tay khép lại với nhau. Còn về cách thức cúi chào thì như mình có nói qua đấy, là người Nhật sẽ có ba cái kiểu cúi chào chính. Người Nhật có ba kiểu cúi chào theo các góc độ, đó là 15 độ, 30 độ và 45 độ. Thì cách chào đầu tiên sẽ là eishoku. Eishoku là chào một góc khoảng 15 độ thôi. Cúi chào khá là nhẹ nhàng thì chúng ta chỉ cần là nghiêng một góc khoảng 15 độ, hơi nghiêng đầu, rồi chúng ta giữ nhịp khoảng 1 đến 2 giây thôi. Đây là mức chào nhẹ nhất, thường dùng để chào buổi sáng, trưa, chiều, tối, là dùng cho chào những người mà thân quen hay là cùng cấp bậc với mình. Tiếp theo là kiểu kere. Kere thì là mức độ chào cao hơn một chút, chúng ta sẽ cúi nghiêng một góc khoảng 30 độ. Thì và giữ khoảng 2 đến 3 giây rồi hãy ngừng lên. Cách này lịch sự hơn, kiểu eishoku một chút, thì chúng ta sẽ chào gì đây ạ? Những người mà lần đầu tiên gặp này, hay là cấp trên, những người có địa vị cao hơn chúng ta, những người lớn tuổi hay là khách hàng chẳng hạn. Kiểu cuối cùng là saikere. Saikere là kiểu cúi chào trang trọng nhất, gấp người khoảng một góc 45 độ. Một cách thật là chậm rãi, cũng giữ khoảng 3 đến 4 nhịp rồi mới lên. Vì là kiểu Ochigi cúi chào trang trọng nhất nên sẽ thường được sử dụng để trong các tình huống như là nói lời cảm ơn, cảm tạ, xin lỗi, hoặc chỉ đơn giản là thể hiện thành ý của mình với người mình kính trọng. Như trường hợp Jigoshokai lúc nãy, chúng ta có hai câu cuối nên chào theo cái kiểu Saikere này thì hợp lý hơn. Nhất là cái câu Dozo Yoroshiku Onegaishimasu đấy ạ. Một vài điểm lưu ý khác khi đi phỏng vấn với cả người Nhật, đó là về phần tác phong ăn mặc. Trang phục thì là trang phục lịch sự. Bạn cũng xem phim về Nhật, các bạn hay là nhìn thời sự, bạn cũng biết rồi đúng không ạ? Người Nhật thì chuộng gì ạ? Quần Âu, áo sơ mi, chứ không thích quần jean đâu nhé. Đặc biệt là jean rách thì đừng bao giờ mặc khi đi phỏng vấn với người Nhật, hay là váy quá ngắn cũng không nên. Áo thì phải là áo sơ mi phẳng phiu chứ không phải áo phông đâu nhé. Về đầu tóc thì người Nhật ưa chuộng đầu tóc gọn gàng nhất có thể. Con trai thì không nên để tóc dài quá mai mà nên cắt ngắn nha.
Với người Nhật thì đừng bao giờ trễ giờ hẹn mà luôn đến sớm hơn giờ hẹn ít nhất là 5 phút. Nếu phỏng vấn ở trong phòng thì trước khi vào phòng các bạn bắt buộc phải gõ cửa nhẹ nhàng 1-2 cái. Sau khi mà thấy có tiếng mời vào đô rộ thì các bạn sẽ mở cửa một cách thật là nhẹ nhàng, chứ không phải ừng ực đâu nhá. Mở cửa nhẹ nhàng, từ tốn rồi nói là Chitsure shimasu hoặc chitsure itashimasu. Chitsure itashimasu nghĩa là xin phép được thất lễ, xin phép được vào ấy ạ. Sau đó chúng ta mới lại tiến vào phòng rồi lại từ từ dùng cái cánh tay, cũng không cần phải quay người chồng mông vào trong các cái nhà tuyển dụng đâu nhá, mà chúng ta khẽ nghiêng người ra, đẩy nhẹ cánh cửa, đóng nhẹ nhàng vào, sau đó mới tiến vào phía trong chào hỏi. Có thể là chào hỏi luôn là sáng, trưa, chiều, tối, hoặc là giới thiệu qua tên của mình đã, tôi là ai, đến từ đâu. Sau đó người ta sẽ mời bạn ngồi, thì khi đó người ta mời mới được ngồi nha. Khi ngồi thì cũng phải ngồi tư thế, chắc các không cần dạy các bạn cũng đã biết rồi, là phải ngồi tư thế gì ạ? Ngay ngắn, thẳng cái lưng, thẳng tắp lên, không phải là hơi khom lưng trùng gối đâu nha. Chúng ta phải ngồi thật là nghiêm chỉnh để thể hiện được cái tác phong chuẩn mực của mình. Tuyệt đối không khom lưng, không rung chân hay nhìn lung tung. Tay cũng không bấm bút hay nghịch gì cả, mà chúng ta sẽ để gì ạ? Khép lại ở trên phía đùi chúng ta. Chắc là mình cũng không cần giải thích quá rõ về cái tư thế tác phong ngồi làm sao cho trông lịch sự nhất rồi. Các bạn chắc cũng tự biết đúng không ạ? Rồi thì gì nữa, chú ý nhắc lại là cái thái độ của các bạn quyết định rất là quan trọng. Chúng ta phải trông rất là tự tin và tươi cười, chứ không phải là trông rụt rè sợ hãi. Các cách thức trả lời thì luôn phải là lịch sự, đầy đủ câu, đầy đủ cái phần gọi là lịch sự của câu. Giọng nói thì phải to, rõng rạc, chứ không phải lý nhã lý nhí. Nhiều người ý, nhất là bên tuyển dụng, bên tu nghiệp sinh, thực tập sinh ý, thì thậm chí các bạn ý bị loại hay đỗ chỉ hơn nhau ở cái việc là bạn ấy phát âm to hay nhỏ thôi. Phát âm to thì người ta đánh giá là bạn ấy khỏe khoắn, có thể làm được việc. Còn phát âm nhỏ quá thì đánh giá là gì ạ? Bạn ấy yếu, yếu thì không làm được, cho nên người ta không nhận. Cho nên cứ làm sao ạ? Giọng to, giọng đạt cho mình nha. Khi người ta yêu cầu bạn Chiko Shoka giới thiệu bản thân thì tất nhiên là chúng ta sẽ áp dụng các cái mẫu này chúng ta nói rồi. Nhưng mà nhớ là gì? Là bạn phải thuộc lòng, chứ không phải là đọc xong quên quên, lặp lại lại thì không ổn. Jiko Shokai là gì? Là giới thiệu bản thân. Giới thiệu bản thân là giới thiệu những gì về chính bạn. Bạn bao nhiêu tuổi hay gia đình bạn có bao nhiêu người, mà bạn không nói sõi được thì sẽ là không tốt, người ta đánh giá không cao. Cho nên là thuộc lòng bài Jiko Shokai giúp mình nha. Mình cung cấp thêm cho các bạn một vài mẫu Jiko Shokai theo tên tiếng Việt sau đây để các bạn nghe tham khảo. Tất nhiên tốc độ nó hơi nhanh vì người Nhật nói, cho nên là chúng ta cũng tập nói nhanh theo người ta. Các bạn cùng hãy thử nghe xem có nghe được các thông tin chứa trong các bài mẫu Jiko Shokai này hay không. Áp dụng tương tự cách phát âm, ngữ điệu nói giống bài của họ để làm cho bài của các bạn thêm hay nha. Hajimemashite. Jiko shoukai sasete itadakimasu. Watashi wa Dao T. Lan desu. Vietnam no Hanoi kara kimashita. Kotoshi 21 sai de gakusei desu. Kazoku wa 4 nin imasu. 両親と兄と私です。趣味は読書と旅行です。どうぞ。よろしくお願いします。どうも。ありがとうございました。はじめまして。自己紹介させていただきます。私はグエン・バー・ミンと申します。ベトナムのバックニンから参りました。今年25歳でエンジニアです。家族は5人です。両親と兄が2人います。趣味は水泳と将棋です。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。はじめまして。自己紹介させていただきます。私はファムホンホアと申します。ベトナムのナムディンから参りました。今年、20歳で実習生です。家族は、6人います。両親と、姉と、兄と、妹と、私です。趣味は映画を見ることです。どうぞ、よろしくお願いします。どうも、ありがとうございました。Và những bạn nào vẫn cảm thấy lúng túng chưa chuyển được thì nhắc lại comment hoặc là inbox để mình sẽ trả lời giúp các bạn cái phần mà các bạn đang thắc mắc. Nhưng mà cũng không phải là cứ lệ thuộc ỷ lại vào cô giáo là sẽ comment cả bài, cô giáo phải trả đủ cho em.
Mình có thể trả đủ cho các bạn, nhưng vấn đề ta phải tự tư duy, chúng ta lập luận chỉ những cái nào chúng ta thấy bí, thấy khó và chưa chắc thì hỏi lại là em viết như này đúng không cô, thì sẽ tốt hơn đúng không? Chúng ta phải chủ động trong việc học thì mới học tốt được nhé. Vì chúng ta mới học tiếng Nhật, mới được với nhau có vài clip thôi, mình không dọa các bạn nhiều với những cái bài khó, chúng ta sẽ chỉ dừng cái bài Jiko Shokai tại đây. Đơn giản như vậy, hãy học thuộc trước. Còn sau này khi các bạn học lên cao mà muốn những bài Jiko Shokai sâu hơn về các cái chuyên ngành học của các bạn này, hay là về sở trường, sở đoản vân vân, khi đó mình sẽ làm thêm một clip dạy giới thiệu bản thân mở rộng. Còn hôm nay chúng ta sẽ dừng cái clip ở đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi ủng hộ video trong thời gian vừa qua và xem video này cùng với mình. Chúc các bạn sẽ có được những cái bài Jiko Shokai thật tốt, để nếu như bạn nào có mục đích phỏng vấn trường hay là phỏng vấn thực tập sinh đều có thể đỗ trường ngay từ lần đầu tiên nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Minasan domo arigatou gozaimashita. Đừng quên đăng ký, subscribe kênh hay like fanpage để cập nhật được những tài liệu mới nhất và ủng hộ giúp mình nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.